Hôm nay thì Ngôi Nhân Việt cùng những người anh em củng cố kiến thức về Tesla. Tesla ngày hôm nay thì chúng ta tạo cho mình một profile tiết diện, chẳng hạn như là tone 5 sóng, tiết diện Y hoặc là sao gồm máy. Dựa trên một tiết diện có sẵn, hoặc chúng ta tạo một cái profile từ bản vẽ AutoCAD. Đầu tiên thì tạo cái profile tone thì chúng ta mở bản vẽ AutoCAD lên. Mở bản vẽ lên thì chúng ta vẽ sơ bộ một cái profile tone đi. Bên AutoCAD các bạn chọn nét 0 và các bạn chọn by layer để các bạn vẽ. Ví dụ có nhiều việc vẽ một cái đường line, hai đường line. Có nhiều việc giả định đây, ví dụ tone của chúng ta ví dụ là sóng cao 20 đi, chứ thật sự nó là 30, 31, 32 gì đấy. Và chúng ta vẽ tượng trưng một cái sóng, các bạn vẽ chính xác thì các bạn xem một cái profile tone của nhà sản xuất. Và chúng ta array ra là 5 sóng. Và các bạn chim đi. Khi vẽ xong hình dạng tone 5 sóng á, thì các bạn ít nó ra nè. Và cách đường này nó phải liên tục. Thì các bạn chọn tất cả. Chọn tất cả các bạn di nó. Để cho nó nối lại. Enter. Và tone sóng của chúng ta thường là nó dậy 0.5. Ví dụ Ngôi Nhà Việt option nó ra 0.5 đi. Và sau đó chúng ta đóng kính nó lại. Cái profile của chúng ta là phải khép kính. Nên các bạn chọn hết và các bạn di để cho cái tem session profile của chúng ta nó kín. Và khi đã kín xong rồi á là xong, các bạn file, các bạn save nó lại, lưu cái tiết diện này lại. Và các bạn đóng đi. Đóng lại thì các bạn mở file Tesla lên. Các bạn vào những Ngôi Nhà Việt. Xuống các bạn xuống Catalog. Các bạn qua Define Profile. Các bạn chọn Road Session, bản vẽ. Và các bạn chọn ô thứ hai. Các bạn kích vào đây để chọn cái file mà chúng ta vẽ AutoCAD mới nãy. Đó là file tone. Các bạn chọn. Và đây là cái tên các bạn đặt thôi. Các bạn muốn đặt gì đó thì các bạn đặt tên chúng ta đặt. Và đây thì các bạn chọn những Ngôi Nhà Việt. Chủ yếu là 4 cái ô này. Và các bạn ok. Sau đó các bạn thử vẽ lên mặt bằng nha. Đây chính là profile tone mà chúng ta vừa tạo lúc nãy. Cũng đơn giản các bạn nhé. Và tiếp theo để tạo cái profile Y á, thì các bạn cũng làm tương tự, mở bản vẽ lên. Ngôi Nhà Việt đặt tên sẵn một cái file AutoCAD mở lên. Và chúng ta vẽ một cái Y, chẳng hạn như cánh 250. Cánh dày 12. Bùng xuống 500. Cánh dưới dày 12. Gọng 500. 250 chứ. Đây là xong một cái profile session của cái tiết diện Y. Đây, 250. Dày 12. Bụng cao 500.
Và các bạn cũng lưu lại, và các bạn đóng cái file này lại. Và bên Tesla của chúng ta, các bạn cũng vào tương tự. Các bạn xuống catalog, các bạn vào define của file, các bạn vào DWG, các bạn chọn đường dẫn I500, các bạn đặt tên I500, và các bạn OK. Và chúng ta vẽ thử lên mặt bằng. Đây, ra cái mà chúng ta vừa tạo cái gộp file đúng theo cái tiết diện mà chúng ta tạo hồi nãy. Chúng ta vào cái thước đo thử nha. Cạnh 250, nằm phía bên dưới 250. Dây 12, nằm phía bên dưới dây 12. Vậy là xong, đơn giản các bạn nha. Và tiếp theo, ngoài tạo những gộp file như vậy á, thì chúng ta tạo trên nền gộp file có sẵn của Tesla. Các bạn vào catalog, các bạn vào gộp file, thì nó có rất là nhiều cái gộp file tiết diện khác nhau. Ví dụ tạo xà gồ thì các bạn tìm đến xà gồ, xà gồ dách, thì các bạn lít chuột phải, các bạn add gộp file. Và đây là cái tên, thì các bạn quay lên trên các bạn tên. Ví dụ như là Z200 thì các bạn đặt là Z200. Đây, nó đã thay đổi thành Z200. Và những thông số này thì các bạn không quan tâm. Xuống dưới, chiều cao 200, đúng. Chiều dày, ví dụ như là 1.5 hoặc là 2 gì đó, thì các bạn chọn đó là chiều dày của cái tấm thép mà dập ra cây sờ gồ dách này, 1.5. Đây là khoảng cách của cái móc, cái thước của cái móc. Đây là cánh của cây sờ gồ, ví dụ 70 gì đấy, thì các bạn chọn và các bạn update. Các bạn OK. Yes. Vậy là đã xong một cái tiết diện sờ gồ dách 200. Thì các bạn vẽ, các bạn vào steel, các bạn vào beam, các bạn vẽ như vẽ một cái dầm thôi. Và các bạn qua ô bảng bên đây, bên phải, các bạn tìm đến cái tiết diện mà chúng ta vừa tạo sờ gồ dách, dách 200. Play, các bạn OK. Thì các bạn vẽ. Vậy là xong một cái sà gồ mà chúng ta vừa tạo lúc nãy. Ngôi Nhà Việt cũng kết thúc video ngay tại đây. Các bạn, các anh chị của chúng ta đừng quên ủng hộ Ngôi Nhà Việt bằng cách đăng ký kênh các bạn nha. Cùng nhau chúng ta đồng hành để củng cố kiến thức gọi là vô vàng. Ngôi Nhà Việt cảm ơn mọi người. Chào tất cả mọi người.